Ukraine hồi đáp thông điệp của Moscow. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, ngày 26 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu người đồng cấp Tổng thống Yunebisau truyền một thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với tầm quan trọng của đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev. Trước cuộc tiếp xúc với nhà lãnh đạo Kiev, ông Evalo phát biểu trước truyền thông rằng ông nhận thấy ông Putin rất cởi mở trong việc đàm phán với Tổng thống Zelensky và ông mong chuyển lại thiện chí này tới nhà lãnh đạo Ukraine. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Zelensky hồi đáp rằng để xây dựng cầu nối giữa các quốc gia, người ta không nên làm nổ tung cơ sở hạ tầng. Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh bất kỳ cuộc đối thoại nào đều liên quan tới sự tôn trọng của quốc gia này dành cho quốc gia khác, bắt đầu từ việc tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và biên giới của quốc gia đó. Ngược lại, hồi đầu tháng 10, Tổng thống Nga Putin cáo buộc chính quyền Zelensky từ chối thương lượng là nguyên nhân khiến các nỗ lực đàm phán giữa hai nước láng giềng nhằm chấm dứt xung đột đổ vỡ.